Hello mọi người, hôm nay anh em mình lại có hàng từ Việt Nam gửi qua nhé các bạn mọi người nhé. Thì bây giờ anh em sẽ mở cho các bạn xem. Hôm nay đặt mấy cái nhờ bên người nhà gửi sang ít đồ đặc biệt. Hẹn là sẽ có nhiều cái đặc sắc nha. Anh em biết đây của ai không em? Hoa Ban Food Nụ Tam Thất. Hôm nay mấy dạo này Tuấn Anh mất ngủ quá, đặt Nụ Tam Thất đi anh em ạ. Một Nụ Tam Thất. Tiếp theo Mắc Khén. Nhưng mà bên nhà say rồi, thành ra là không có tem mác gì nữa, cho ra hộp riêng. Đây, hạt dổi rừng. Thật sự thì anh em mình theo dõi kênh Hoa Ban Food này mấy năm nay rồi, 3-4 năm nay rồi. Đây cái gì đây? Mắm trưng. Thịt trưng mắm. Thịt trưng mắm tép. Nhiều quá nhỉ, cái này cái gì đây? Đặc sản Tây Ninh, muối tiêu. Hai loại thịt trưng mắm tép. Bò khô. Đây, mì tôm với lại gì đây? Cái gì đây? Khô gà cay. Ít mì tôm. Ít mì tôm. Thế ăn luôn. Hấp dẫn nhỉ? Đây anh em ơi, đặc biệt là mấy cái này nhá. Được rồi, hạt dổi được rồi. Đây của tôi. Cảm thất. Thế anh em mình theo dõi các tên kênh Hoa Ban Food đấy. Là mấy năm nay rồi thì chưa được thưởng thức mắc khén hạt dổi với bao giờ cả, thì cũng liên hệ về với gia đình bên Việt Nam đặt hộ để thưởng thức một lần cho biết xem. Nhiều quá, cái sử dụng nhiều quá mà chưa biết hương vị nó như thế nào. Thì để trách cái mùi mắc khén chứ nào. Thơm nhỉ, ra thử thưởng thức tí xem có cái vị gì nó đặc biệt. Chưa gia vị lắm. Một cái vị thơm. Hơi đắng. Lạ. Đó, cảm giác như có một cái gì đó giống giống mình nhai cái cùi bằng. Nếm thử ra. Giống đấy nhỉ. Này mắc khén. Hay nhà mình có pha chế thêm cái gì vào không nhỉ? Không. Nguyên chất đúng không? Nguyên chất luôn đấy, xay ra đấy. Vị nó ấy nhỉ? Tận Hoa Ban Food thì cũng dã như thế này này. Ngửi nó thơm mà sao ăn nó vị cả gì nhỉ? Mà không chẳng thấy tên nữa gì. Thấy đây là lọ hạt dổi với anh em nhé. Cái này thì không thể thưởng thức được, phải nướng qua đó. Không, người mùi đặc trưng gì như nào. Lần đầu tiên gặp hai loại này mà bao nhiêu năm xem rồi. Thơm. Thơm lắm. Thơm. Cảm giác một cái hương vị. Nhưng mà hai cái loại này thì làm cái gì? Mình là nấu chế biến theo cái gì được? Chắc ướp đồ nướng. Hôm nào đó sẽ làm một video. Nếu một cái gì đó thật to. Nếu một cái gì thật to. Bí mật là sẽ nếu một cái gì đó thật to cho mọi người xem. Thật mí như thế. Sẽ thưởng thức một lần. Xem rất nhiều video Bắc Tân đi rừng đó, kiểu giới thiệu khá là nhiều về Bắc Khén rồi. Thì anh em mình đã đặt được rồi. Sẽ làm một video gì đó cho các bạn xem.